Rồi, đây ghế đây ha. Rồi ngồi vô ghế. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, xinh quá. Cậu về giới thiệu đi nè. Chào chị. Cái Tường với chào bạn nữ bên. Mình tên là Nguyễn Kim Bằng. Sinh năm 88. Mình quê và gốc ở thành phố luôn. Đang làm công việc gì? Gì thở ra, hít thở, hít thở. Thở. Dạ bây giờ công việc của em là giờ hiện tại bây giờ thì đang có nhà cho thuê. Thì nhà trước... thuê đâu? Nhà ở đâu? Dạ nhà ở Gò Vấp luôn. Nhà Gò Vấp luôn. Dạ. Gần nhà tôi đó. Thuê nhiêu một tháng rồi tôi thuê nè? Dạ 6 triệu. 6 triệu một tháng à? Rồi hiện tại làm công việc gì? Dạ thì em cũng mới vừa nghỉ bên ekip của Trấn Thành với Harry á. Ồ, tại làm gì bên đó? Dựng cảnh hiện trường quay á. Ồ, rồi giờ có làm chỗ nào chưa? Dạ chưa. Vậy về giờ về dựng cho chị được không? Dựng là dựng sao? Dựng là cụ thể là làm tạo cảnh gì? Á, giống như mình tạo cảnh lên nè. Cho cái tiệc như là một cái quay trước khi mình quay á. Mình tạo cảnh lên, dựng cảnh hết luôn. Như quay, hết giờ dọn về. Rồi giờ định làm gì? Dạ thì giờ cũng chưa có biết. Thì cũng mới nghỉ đây à. Tại má không kêu đi trong giới này, má biết kêu đi tới tối ngày, đi tới lui hoài á. Không có, bạn gái không có chịu. Rồi trước khi mà làm cho anh Trấn Thành mấy cái chuyện dọn cảnh đó là làm gì? Dạ em làm công an. Hả? Hả? Thì sao làm công an? Tự nhiên không làm công an, bỏ làm công an đi làm dọn cảnh là sao trời? Dạ nói chung là em cũng... Ủa làm công an tốt lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề vậy? Vì cưới vợ nên em mới ra ngành. Ủa cưới vợ rồi luôn hả? Dạ có. Trời ơi. Thôi để từ từ chút khai thác để nghe bên đây giới thiệu trước đi. Anh này là vui nè, anh này được nè. Rồi em sao? Em chào chị Cát Tường, em chào bạn trai bên kia. Em tên là Thanh Huyền, em đến từ Vũng Tàu và năm nay em 26 tuổi. Rồi. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở dưới Vũng Tàu. Trước khi làm nhân viên lễ tân là làm gì? Trước khi làm nhân viên lễ tân thì em cũng có buôn bán nhỏ. Rồi, hiện tại là mình đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em sống ở Vũng Tàu ạ. Vũng Tàu? Dạ. Có ý định gì lên thành phố lập nghiệp không? Chị chỉ nhà thuê cho bên Gò Vấp 6 triệu một tháng. Có nhiều khi là thuê không lấy tiền luôn đó. Dạ không lấy tiền thì được. Nhưng mà em có ý định lên Sài Gòn lập nghiệp không? Hỏi thiệt, có khi nào nghĩ là mình sẽ lên Sài Gòn sống chưa? Dạ cũng có, tại vì trước đây em cũng khi mà kinh doanh nhỏ thì em cũng ở Sài Gòn 2 năm rồi. Thí dụ bây giờ lên Sài Gòn thì em sẽ làm được cái gì? Chắc em sẽ kinh doanh nữa. Kinh doanh gì vậy? Dạ em thì có sở thích về ăn uống, chắc là sẽ là làm ăn uống. Vậy là cũng hay. Thí dụ như có bạn gái kinh doanh về ăn uống là cái mình cho mướn cái nhà đó ở kinh doanh không, được. Không, tại em tính rồi là về có thể là mệt quá. Mệt tập quá hả? Nhà dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ ngang 4 mét rưỡi và 8 mét. Ai đứng tên? Dạ em. Hay quá. Được á, tôi thấy kèo này được á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì là một người khá là vui vẻ và tự tin. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi bướng. Cái nhiêu đó thôi à? Nhiều đó thôi, nhiều đó cũng mệt người ta rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chung là điểm mạnh của em là bất cứ công việc gì em làm cũng được hết. Công an mà em còn làm được mà, việc gì mà em làm cũng được, cái đó khó lắm luôn. Chứ hồi đó em làm công an làm ngành gì? Dạ em bên phòng cháy gì? Cháy chữa cháy hả? Mà có chữa được trận nào không? Dạ. Có rất nhiều, thầy trên người cũng có nữa. Có thầy trên người luôn. Làm được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Làm 4 năm. Rồi thiếu quý năm nhất đồ cưới vợ. Thiếu quý năm nhất cưới vợ cái là mình xin ra khỏi ngành luôn. Rồi tự nhiên đang làm phòng cháy chữa cháy 4 năm, lấy vợ ra khỏi ngành rồi giờ vợ đâu? Dạ. Cái gì? Tại sao kỳ vậy? Nói chung là gì tài sản. Hả? Gì tài sản thôi, cái nhà. Ly dị đi chia đôi ra. Được chia nhiều không? Không chia, tại lúc đó là má còn đứng tên. Vậy vợ em tính không khôn rồi. Nhưng mà tính gà quá non á. Tưởng đâu là em đứng tên. Tại lúc đầu má cho nhà là kêu cho cháu. Cho chị hai một căn là con chị hai thằng nó là 22 tuổi. Nó đứng tên được, con của con là mới có em mới có 10, lúc mà là vậy mới có 8 tháng thôi. Nghĩ là con đứng tên, lại hộ khẩu nhóc luôn nhà luôn. Ly dị con theo mẹ. Mình phải chia, nhưng đâu có được. Này ra luật là không được. Trước hôn nhân, con còn dưới tuổi không có, là ba má còn đứng tên nhà. Rồi vậy đứa con là bao nhiêu tuổi rồi? Giờ hôm nay là 17 tháng. 17 tháng giờ nó ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ, rồi có chu cấp gì không? Nói chung là 3 tháng đầu em vẫn chu cấp bình thường. Lúc là nhóc còn nhỏ với chu cấp sữa với tả. Suy ra nữ không có tiền xài ở đâu. Cấm cản là không cho định thăm nữa. Dặn cô giáo, dặn hết luôn mọi người. Không cho định thăm. Muốn cái gì là hình nhóc gửi qua nhà. Hình trong thấy nhà khoái là nhóc đến tôn mà. Thấy khoái lắm, đầu nhà đầu cho mọi thứ muốn gì có đó hết. Không mà được mục đích không mà cái là không gửi hình nữa. Nó nghĩa là không cho thăm, tiền nào cần dạ, đúng rồi. Cái gì thì mới cho. Dạ. Nên là lý do tại sao ly hôn. Mà có cái đỉnh điểm gì chứ đâu lại tự một nhiên. Chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ cụ thể. Dạ mặc đồ bộ của nhà. Đối diện nhà là sửa xe độ không.
để cái đầu nhóc để dưới cửa nhà nè, khum ống nhóc lòi ngực hết luôn. Em thấy em với nhau, em ơi áo quần đó gì, quay qua nói là đầu mày tối ngày suy nghĩ vậy không. Chưa được 15 phút bắt má em từ bên chị Hai chạy vào bên Nguyễn Công, chạy vào bên Quang Trung, ly dị liền. Vậy nói chung là có ý định lại 3 lần rồi. Lần đầu cưới mấy tháng là ôm tiền vàng đi hết, đi mấy ngày xong về để ăn nhóc được mấy tháng nữa. Thôi chia buồn cùng em, bỏ qua đi. Đúng rồi chị em. Thôi đề trai phải bị vậy cho để mà nó trưởng thành cứng cáp hơn ha. Rồi tình duyên sao cưng? Em thì chưa từng kết hôn nhưng mà em có một đứa con rồi. Ồ vậy hả? Con em bao lớn rồi? Con em thì năm nay 5 tuổi rồi chị. Rồi lý do sao mối tình đó, sao ra đứa con nó kể nghe nè. Em có quen một anh đó thì lớn hơn em tới 15 tuổi lận. Trong cái giai đoạn em quen thì qua tìm hiểu với gia đình anh đó thì họ cũng nói rằng là anh đã ly dị rồi. Nhưng mà sau khi em có em bé thì em mới biết được là ảnh chưa ly dị. Cho nên là em đã chia tay và sau đó là nhờ ba mẹ em cưu mang thì em cũng sinh em bé. Và được sống tới bây giờ. Bao lâu rồi em? Dạ cách đây 6 năm rồi chị. Cách đây 6 năm. Nhưng mà khi em sanh xong đó là ảnh không liên lạc. Đôi khi cũng có liên lạc nhưng mà hầu như là liên lạc kiếm chuyện nhiều hơn là liên lạc để lo cho con hoặc là muốn nhận con. Không có ý định nhận con, gia đình bên nội cũng không có ý định nhận con luôn. Họ muốn em đổi tên cho đứa bé và đổi qua hộ khẩu nhà họ thì họ mới nhận, còn nếu không thì họ không thèm. Mà em không chịu thì là con tên con họ dạ, mẹ đúng không? Rồi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Nhưng bây giờ em thấy cuộc sống em ok không? Ổn không? Bà dạ mẹ đơn... rất ổn. Bà mẹ đơn thân có gì khó khăn không? Cũng có khó khăn chứ chị, nhưng mà em thấy là chắc nó ít sóng gió hơn là nếu như mà em lấy phải anh đó. Ổn người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Em muốn tìm một người có cái sự yêu thương đối với những đứa con nít mà nó thiếu thốn tình cảm và có chí cầu tiến một chút. Thực sự thì là em làm mẹ con em nó cũng thiệt thòi nhiều rồi, cho nên là em muốn bây giờ nếu như sau này có khả năng thì em sẽ bù đắp được cho con em nhiều hơn những gì mà em có thể làm. Cho nên là nếu mà để làm được như vậy thì bạn trai cũng cần một người rất là có chí tiến thủ thì mới có thể cùng em. Em năm nay cũng còn rất là trẻ, mới 26 tuổi phải không? Dạ. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ có chứ chị. Còn em? Dạ em muốn, nhưng nếu mà có tiến thêm bước nữa thì sẽ có con chứ. Muốn đẻ mấy đứa nữa? Nếu mà thường để tại có điều kiện thì thoải mái. Thoải mái luôn hả? Mà có điều kiện không? Thì nói chung là nó có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nói chung là em không thích mà đẹp quá mà không thích là xấu quá, nhưng mà trung bình vừa nhìn được mức lương mà nó dưới ngang, đừng có cao quá, dùm 6 triệu thôi cũng nghỉ cũng được nữa. Tại nhiều người mà làm lương cao quá, cái việc nội trợ ở nhà với lại chăm sóc gia đình đó, nó không có lúc nào cũng tiền tiền trang hòa với nhau đó, vậy cuộc sống mới dễ. Rồi người ta không làm mà tiền đâu xài, rồi sinh con đâu ra tiền. Em đi làm không? Em đi làm đủ nuôi vợ con không? Thì em cứ vợ em để 2 năm trời vợ em ở nhà không, để con đến hiện tại luôn. Giỏi dữ vậy, bây giờ thất nghiệp rồi nè, giờ đâu có làm gì chính thành nữa. Làm bình thường. Làm gì vợ? Vậy chạy ráp bình thường, chung em từng chạy ráp rồi, em làm bất cứ một cái ráp sao nuôi đủ vợ con. Thì làm vô làm ra tháng thì tiền nhà buôn bán, nếu mà về nó buôn bán quá hay là em tính là mở rửa xe nữa đó. Rồi bây giờ cái chủ yếu là cái mẫu người lý tưởng sao nè, cao thấp mập ốm nè, số đo 3 vòng nè, mắt mũi miệng nè, muốn sao. Bây giờ cũng làm lỡ nên không có đòi hỏi cao nữa. Thì cũng phải có tiêu chuẩn để chị mới kiếm được chứ, coi hộp người ta mới làm mai chứ trời. Trên 1.5m. Trên 1.5m phải không? Tao đưa chị coi cái hình coi trên 1.5m không. Nè kiếm đi, có cổ trọng đó, kiếm đúng rồi tôi gả. Trời, đưa cái hình gì có thấy gì đâu trời, sắp nắng chỉa chói trang vô mặt hết trơn vậy. Tấm hình này sao? Ảnh ở trọng á, có ảnh ở trọng mới ráng kiếm ảnh đi. Sao tại sao chọn bạn đó, tại sao chọn cô đó? Tại nhìn cái cách nghĩ bươn chải. Bươn chải hả? Nhìn cái hình là biết ta bươn chải luôn hả? Hay thì kiếm được ảnh chưa? Em nghĩ là anh này. Sao nghĩ là anh đó? Em đoán thôi à. Đoán bằng nhờ cái dự đoán gì mà đoán, nãy giờ tôi chưa có nói cao. Dạ, đoán mò đó chị. Đoán mò đó hả? Rồi bây giờ được chưa? Bây giờ hai bạn nhìn nhau nha. Bây giờ tôi mở cửa ra rồi mình nhìn vô coi cái hình mình chọn với cái người thiệt nó có đúng hay không. Bảo đảm chê chắc luôn, nhắn cho chú Huyền Linh nè. Bảo đảm gì? Chê gì? Bảo đảm chê chắc hả? Ủa sao chê? Chê em gì? Em tự ti cái gì trong người em mà em sợ người ta chê? Giống như chú Huyền Linh. Giống chú Huyền Linh sao? Ủa em ơi cho em hỏi cái nha, em thích bạn trai có tóc hay không tóc? Dạ em chỉ sợ bạn trai là không có não thôi, chứ còn tóc hay không tóc nó không quan trọng anh. Được không? Được không? Chờ đây được. Dễ thương, tôi nói anh này được. Tôi nói rất là dễ thương, tôi thấy rất có tiềm năng. Tôi thấy đây là một cái nơi ổn định rồi đó, lên thành phố lập nghiệp đi. Có gì chị Tường hỗ trợ cho buôn bán online nè. Rồi mở cửa trái tim, tôi thấy được là được.
đoán đúng kìa. Sao biết đúng? Người ta đội nón mà đoán đúng hay vậy? Đấy đúng luôn đó, cái anh cao cao phải không? Hơi hói hói cho nên mới đội nón che hói đó. Rồi bây giờ đoán sai rồi nè. Đừng để mất kiến. Ừ, rồi bây giờ đoán sai rồi giờ bị phạt cái gì đây? Em muốn phạt ảnh gì em? Dạ thôi, tùy chị Cát Tường á. Giờ hát hò, nhảy múa, hít đất, thục dầu, muốn làm gì? Lính cho hoạt động đi. Lính cho hoạt động đi hả? Rồi thục dầu 10 cái. Đây đứng ở đó. Thích đất là thường rồi. Thục dầu chéo chân. Chéo hai chân lợi. Khó chị. Biết thục dầu chéo chân không? Đó, chéo chân nha. Coi có loại BD không nè. Kiểm tra đi, tôi cho cô kiểm tra mà cô không kiểm tra. Đó 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 đó, xuyến xuyến rồi. Lính cho hoạt động hả? Ổn không? Dạ. Máu huyết bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe ha? Dạ. Rồi thôi được rồi. Cặp này tôi thấy dễ thương. Qua đây, không có cần đi qua làm chi. Chưa bấm nút qua làm chi. Em cảm ơn anh. Sao nói gì chân vậy? Nói tặng con gái à. Có đâu? Dạ có. Em có cái này tặng anh. Cảm ơn. Cả một đời gì? Quá dài. Dài lắm hả? Ai dạ dài? Quá dài để chịu đựng nhưng mà quá ngắn để hạnh phúc. Cả một đời quá dài. Bây giờ em làm sao cho cuộc đời nó hạnh phúc một xíu cho nó dài mà đau khổ mệt mỏi lắm em ơi. Rồi giờ chị đi vô trong hai đứa nói chuyện nha, nói chuyện riêng xíu chị Tường quay lại nha. Chứ chị Tường ngồi đây rồi hỏi giờ em muốn sao nguyện vọng. Trời ơi cô gái kêu tôi hỏi nữa. Lâu quá, lục ngày. Lâu quá gì rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức, đây là set cơm, cơm chiên cá mặn đúc lò, tàu hủ ki gói chả cá thác lát với lại là trứng gà rang muối. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng rất là ngon nha. Nhớ mà ăn phải có tâm sự nói chuyện nữa nha. Bạn hồi tôi vô tôi đúc kết lại chuyện tình yêu đó nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Anh muốn anh nói trước hay em nói trước? Nói chung là ưu tiên phụ nữ. Lần đầu như thế em anh thấy như thế nào? Chung cũng thôi đổi bộ khác đi. Thôi đổi bộ khác đi. Tụi em thích làm ăn, dù em thích làm cái gì? Thật ra thì em thì có duyên với nấu ăn uống hơn. Cho nên là nếu như mà có kinh doanh thì em thích kinh doanh về ăn uống hơn. Không có nhậu được không? Thiệt. Phức bạn tạp. Rất là nhiều, bạn rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái việc phức tạp của cái việc mà quán nhậu á thì cũng có thể được. Thế quá. Vậy dự định trong tương lai của anh là gì? Chung anh sẽ làm chứ. Nhưng mà làm kiếm thêm. Tại vì hiện tại thì là anh cũng đã có một đứa con rồi, em cũng đã có một đứa con rồi. Thì anh nghĩ là với cái thu nhập hiện tại như vậy á, cứ cho đối tính với công việc hiện tại của em. Với lại cái lúc nãy anh có nói là sau này anh chỉ muốn là nếu như anh có đi bước nữa thì người đó chỉ làm ở cái mức lương tầm thấp thấp như vậy thôi. Thì anh nghĩ là có đủ để trang trải cuộc sống ở trên Sài Gòn không? Đủ chứ. Sài Gòn biết cách tiết kiệm rồi, cả nào cũng dư đó. Dù như mà sau này mà cưới một người về thích cái người chồng đó sao? Không có gia trưởng. Nó không có nữa. Yên tâm. Và đôi khi nó cũng cần cái sự thông cảm một chút. Tại vì em nghĩ là em là một người hơi có chút gì đó gọi là cầu tín. Cho nên là em muốn là công việc cũng giống như là cuộc sống gia đình thì nó phải đi lên. Chứ không thể nào mà nó cứ dậm chân tại chỗ được. Tại vì em thấy là vợ chồng mà kinh tế nó không ổn định thì mình cũng khó hạnh phúc. Sao nãy tôi nghe gì ở ngoài? Ủa ăn chưa? Quá trời luôn vậy. Quá trời đâu sao thấy còn nguyên vậy? Ngon không? Ngon. Bóc một lá thăm coi. Rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Yêu cầu bạn nữ vừa hát vừa thể hiện hành động lãng mạn với bạn nam. Rồi làm đi em. Dạ anh muốn em làm hành động gì? Không nhát lắm. Không nhát không hả? Giờ hát cho anh nghe bài trước đi. Rồi coi cái nội dung nó làm sao. Hôm qua mình hôn lên trán anh, hôn lên chỗ hói đó. Lãng mạn. Chủ yếu hành động lãng mạn nè. Thôi em bỏ cái khúc hát, em làm hành động lãng mạn. Rồi qua hành động lãng mạn. Qua bên đây nè. Dán lên, cao cao. Dán lên. Trời ơi, mai về bọc tóc luôn á. Được không, lãng mạn không em? Dạ được. Hạnh phúc không? Dạ được. Mai chỗ đó về mà nó có lát thêm miếng đó em cũng phải cam tâm chấp nhận đúng không? Về tắm chừa ra. Rồi, mời em bóc một lá. Yêu cầu đối phương kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Cái này em thích. 3 bí mật của em mà em chưa từng kể với ai? Kể với cổ. Chung nhật nhất á. Chung là anh hơi tế nhị xíu thôi. Không bao giờ mặt nhỏ.
Em xin lỗi. Sao vậy Cưng, thích quá hả? Sao cười phì đó dữ vậy? Được, cái này bí mật đó. Cái thứ hai là bữa nay hiện giờ là cũng không có mặt luôn á. Có gì? Ủa vậy sao nói là hồi đó giờ không có mặt? Tại nay lên đông người mặc chứ. Tôi làm nhà mặc quần đùi xong mặc dài luôn, không thấy quần lửng nữa. Rồi bí mật thứ hai. Tắm rất là nhiều. Nhiều là sao? Nóng thì 20 phút còn vui, tắm sổi nước à, khó chịu người. Người có hôi không? Dạ không. Tắm hoài. Dạ. Cao điểm nhất là một ngày tắm mấy lần? 4-5 lần. 4-5 lần. Và còn gì nữa không? Thứ ba. Ngủ thì nghiến răng. Ngủ nghiến răng. Sao em biết em nghiến răng? Ai nói em nghe? Má nói. Má nói. Thôi bây giờ vậy. Nãy giờ chơi trò chơi để cho hai bạn thoải mái lên chút xíu. Bạn trai có vẻ hơi nhút nhát nhưng mà rất là chân thành. Bây giờ chị Tường cho hai bạn một cơ hội nữa. Nhìn thẳng vào nhau. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Mỗi người nói lên một câu thôi. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Hoặc là mình đang nghĩ gì về đối phương? Mình có cảm xúc gì với đối phương hay không? Mỗi người một câu thôi. Nhưng hỏi trước nha. Vấn đề mà tiến thêm bước nữa, chồng em còn liên lạc với em nữa, nhắm cuộc sống ổn định không? Hiện tại thì là về tất cả mọi cái trên danh nghĩa hôn nhân thì tụi em không có hôn nhân, cho nên là không có rất bất kể một cái ràng buộc nào cả. Và nếu như mà họ muốn chịu trách nhiệm hoặc là muốn phiền hà em thì 6 năm qua đã phiền hà rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nãy em nói là thường hay liên lạc với em toàn là kiếm chuyện, thỉnh thoảng. Nên đó anh rất là sợ nếu mà tiến thì mình về với nhau, chồng em sẽ liên lạc này nọ, cuộc sống sẽ luôn luôn sẽ có chuyện đấy. Tức là em nói ở đây cái vấn đề đó là liên lạc kiếm chuyện, tức là thường thì hay hỏi em là em đang ở đâu, con ai trông, ủa sao em đi làm em không sao ở nhà trông con đi. Thì thời gian gần đây thì em không muốn phiền nữa, cho nên là em đã chặn số điện thoại và chặn hết tất cả mọi liên lạc rồi, thì cũng không có thấy họ làm phiền em nữa. Chứ quan điểm tại giờ em chưa quen ai nên còn liên lạc, một khi em đã quen rồi người ta sẽ cố tình ta phá sao? Không có đâu. Sẽ là tại vì nhiều trong lúc đêm đang ở với nhau đi, gọi hội tới anh nói ví dụ thôi, nếu vợ chồng rồi đó em bắt máy. Ừ, chồng em thì như lúc đấy anh to cao thế này, anh phải để em bảo vệ anh nữa. Em bắt máy, em nói là gọi vợ tôi có chuyện gì, em là vợ chồng trên danh chính ngôn thuận, người ta có liên quan gì đâu, mắc mớ gì gọi vợ em. Thì hôn nhân là cả một quá trình rất là lớn nên mà phải cần phải rõ ràng. Đúng rồi đó. Cái đó chị cũng đồng ý như vậy á. Tưởng cà rỡn như nãy giờ cũng để ý dữ ha, để ý từng câu luôn á. Rồi còn em muốn nói gì với anh không? Em muốn hỏi anh là nếu như lỡ như sau này á em không thể thực hiện được cái điều anh mong muốn, đó là giữ cho bằng vợ bằng chồng, tức là về cái khả năng kiếm tiền, thì anh có thể nào thay đổi suy nghĩ của anh không? Anh vẫn ăn được mà, những cái nhà em làm, ở nhà nấu nước giặt đồ mọi thứ làm hết, em đi làm. Nhưng mà có hướng cầu tiến này, nhưng mà cứ làm được thì cứ làm lên thôi, cứ phát triển được mình, cứ tương lai mình mà. Nãy giờ thì nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người rất là thật thà và có chút cảm giác an toàn. Cũng rất là sâu sắc đó, có sự quan sát, mình cứ tưởng đâu là rụt rè cười nhưng mà có sự để ý. Nói chung là Tường cũng rất là trân trọng cái cuộc nói chuyện, và ngay từ đầu Tường vẫn giữ nguyên cái lập trường của chị là hai bạn tương đối là hợp nhau đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường nhắc lại, nút bấm này là nút bấm tình yêu. Khi bấm nút có nghĩa là chúng ta chấp nhận trở thành bạn trai bạn gái với nhau để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là nút bấm để kết bạn. Suy nghĩ thật kỹ, nếu thấy có sự rung động thì mới bấm nút, nếu không thì chúng ta không bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Anh rất là tốt, nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì hoặc là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là em không nên làm mất cơ hội của anh. Bởi vì em cần một người đàn ông có thể che chở cho em. Nhưng mà theo những cái gì mình trao đổi với nhau thì em nghĩ là cái quan điểm về cái vấn đề này mình không phù hợp. Rồi thôi, mời hai bạn đứng lên. Chị Tường cũng thay mặt chương trình ha, chúc cho em gái một người rất là mạnh mẽ, một bà mẹ đơn thân ha, tuổi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, rồi sẽ có một người đàn ông mà phù hợp với mình, chăm sóc mình và che chở cho hai mẹ con ha. Cố gắng lên. Em cũng vậy nữa. Em hơi rất là dễ thương, đối với Tường em rất dễ thương, rất đáng yêu, một người đàn ông cũng rất là có thể để cho những người phụ nữ nương tựa được, nhưng thiếu một mạnh mẽ xíu nữa, quyết liệt lên chút xíu. Đôi lúc mình hơi rụt rè, hoặc là trong cái cách mình thể hiện không có giống như mình nghĩ. Có thể là em rất thích cô gái này, nhưng mà cái sự thể hiện ra bên ngoài chưa đủ sức thuyết phục cô ta, cho nên là cô ta không bấm nút, nó mất cái cơ hội của mình. Thì rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi lúc mình là người đàn ông mình phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha Cưng nha. Hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong thời gian gần nhất.
Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình nha. Và các Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Bạn có nhớ công việc của mình á? Anh ơi, hình như em nghe nó hơi rè đó. Alo, chị nghe chưa? Có nghe rồi anh. Dạ vâng, bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin về tên tuổi, họ tên, quê quán, công việc hiện tại của mình. Hiện tại mình đang sống ở đâu ạ? Vân, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Vân. Thì Vân sinh năm 89. Hiện nay thì Vân sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Vâng, chị làm công việc gì ạ? Vân làm công sở. Dạ vâng, là văn phòng nhưng mà mình làm trong lĩnh vực làm. Vân làm ở văn phòng đại diện của tập đoàn giấy ở Indonesia, thì ở chi nhánh ở Hồ Chí Minh. Tập đoàn giấy. Đúng. Rồi. Chị Vân là một người như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Vân thì tính Vân thì nó hơi trầm một tí, ít nói. Điểm yếu thì có lẽ là hơi bướng. Và trong công tác thì cũng khá là cầu toàn. Khá cầu toàn. Rồi. Tính mình có hay nóng tính không? Trong công việc có khi nào mà mình... Không, thực ra là ít. Thực ra là Vân tự nhận xét là không có nóng tính. Nói chung mọi người làm việc với Vân thì đều là rất là thoải mái. Dạ vâng. Quê của chị Vân ở đâu ạ? Vân thì sinh ra ở trong này. Nhưng mà gọi là quê quán của ông bà thì là ở Bắc Ninh. Gia đình Vân thì gốc Bắc, cho nên là có thể là nói chuyện đó hơi giọng Bắc một tí xíu. Rồi. Trước giờ là chị đã từng kết hôn chưa? Chưa. Vân là độc thân. Chưa từng kết hôn. Chị Vân có mấy mối tình rồi, tình trường của chị như thế nào? Vô cùng là trắng tinh luôn. Vân thì chưa có mối tình chính thức nào cả. Chung từ thời đi học hay là đi làm thì cũng có lẽ là duyên đi, thì chưa có gặp được đối tượng nào hoặc là người nào khiến cho mình cảm thấy là gây nhiều ấn tượng, nên là về gọi là mối tình nghiêm túc thì là không có. Thế những cái mối tình mà nó chưa ấy thì nó sẽ là thuộc dạng kiểu như nào? Mối tình chưa chính thức ấy? Có lẽ là kiểu là mình mến thầm thôi. Hai bên có thể là người đó mến Vân mà mình ngược lại, hoặc là Vân mến họ nhưng mà họ lại không có cảm xúc với mình chẳng hạn. Thì cái đó thì là đâu có tính. Okay. Có khi nào chị đã từng chủ động trong tình yêu chưa? Chưa từng. Trong cũng khá là dè dặt một chút xíu, nên là gọi là nếu như có mến thầm chẳng hạn thì cũng chỉ giữ trong lòng. Giữ trong lòng. Thế khi mà mình có những cái chàng trai mà người ta tấn công, người ta tán tỉnh mình ấy, thì thường là mình tìm cách từ chối hay sao ạ? Có trường hợp nếu mà tấn công đi, nhưng mà thực ra là Vân thì đầu tiên là cái ấn tượng đầu tiên là ngoại hình. Thì nếu như mà đó là một người mà không có nằm trong cái mong đợi ấy, thì Vân thường là Vân sẽ từ chối sớm luôn. Có thể là trong buổi gặp đầu tiên hoặc là buổi gặp thứ hai là Vân sẽ nói luôn. Thì sẽ duy trì ở bạn bè, hoặc là nếu không thì gọi là đã từng là biết nhau thôi. Là chị nói thẳng với người ta luôn về cái vấn đề là mình không hợp đi, đúng không? Đúng là mình không hợp. Về có thể là hơi thẳng một chút xíu, nhưng mà khi mình nói với họ thì cũng là khéo léo một chút, thì cũng không có khiến cho người ta bị tổn thương hay là như này thế kia, thì là chưa có. Nhưng mà Vân sẽ nói thẳng, cơ bản là Vân sẽ từ chối đó. Nhưng mà cái ngoại hình như em nói là thường là không ấn tượng với em, thì em sẽ tìm cách em từ chối. Vậy thì cái ngoại hình đó là như thế nào? Em sẽ ấn tượng với những bạn có cái ngoại hình như thế nào? Em thì vẻ ngoài thì ưa nhìn cao và nước da sáng. Thì nếu như
đa đa phần là những người mà tấn công em á thì thấp hơn em hơi buồn một em là cao mét bao nhiêu đẹp, em một em cao mét bao nhiêu em cao 1m65 thôi. Ừ, em cao 1m65 nên là những chàng trai mà từ chối em thì đa số là... Không, những chàng trai mà em từ chối họ ấy. À quên, em từ chối họ, họ theo đuổi em thì đa số là thấp hơn em. Thấp hơn em. Và đầu tiên là ba đặc điểm đấy thôi chị. Mà nếu mà không hợp thì là em từ chối luôn. Đấy là về ngoại hình thôi. Còn về... Tức là mình về ngoại hình cái là... không ưng cái là không cho người ta cơ hội tiếp theo rồi đúng không? Dạ đúng, cái này cũng hơi ấy một tí nhưng mà thật sự là nếu mà cho dù là tính cách họ là tốt, qua cuộc nói chuyện thì cũng là tốt nhưng mà ngoại hình họ không ấy thì là em cũng từ chối luôn. Rồi vậy thì chi tiết hơn đi, cái mẫu người của em ngoài cái ngoại hình đó ra thì em còn đặt kỳ vọng của người bạn trai như thế nào nữa? Là một người chín chắn, trưởng thành và có học thức, cũng biết quan tâm, lắng nghe. Rồi còn gì nữa không? Ví dụ như về tuổi tác, về cái tuổi tác thì có thể bằng em, lớn hơn em khoảng dao động trong 5 tuổi mà em không ngại là người. Nếu mà họ là chín chắn trưởng thành nhưng mà họ ít hơn em khoảng 1-2 tuổi gì đó thì cũng là ổn, cũng là ok. Tức là em chấp nhận là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Dạ vâng. Em đang sống ở quận mấy, thành phố Hồ Chí Minh? Em ở Tân Bình ạ. Sống cùng gia đình hả? Em ở cùng bố mẹ. Rồi quê Bắc Ninh thì có biết hát quan họ không? Không chị ơi, là bị mất gốc rồi. Mất sao được, mình bình thường là chắc là bố mẹ em hoặc họ hàng em là lâu lâu vẫn hát chứ. Bây giờ gọi là do bà em là Bắc Nam Tư ấy chị, cũng là vào đây lâu rồi á thì em sinh ra trong này mà. Là không biết về cái dòng nhạc truyền thống của quê hương đúng không? Không biết luôn. Về bạn trai thì quê quán ở đâu thì được nè? Xa gần đều được chị ơi. Nhưng mà thường thì em có thể là miền Nam hoặc là miền Bắc nhiều hơn. Còn đối với miền Trung thì không có ý gì, nhưng mà thực ra là em rất là dở nghe giọng của miền Trung. Em nghe không được ấy chị. Tức là miền Bắc, miền Nam hoặc miền Tây thì ok đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà bạn trai thì em nói là có học thức này đúng không? Dạ. Rồi thì em có yêu cầu cụ thể về học thức hoặc là về trình độ hoặc thu nhập của bạn trai như thế nào không? Là có học đại học chị ạ. Em tốt nghiệp trường nào? Học đại học và cao hơn. Em tốt nghiệp trường nào? Em học đại học kinh tế luật. Đại học kinh tế luật. Ok. Rồi, còn điểm gì em không thích ở bạn trai nữa không? Về ngoại hình đi. Ngoài cái mà ưa nhìn ra sáng rồi cao hơn mình thì về ngoại hình có điểm gì mà em đặc biệt ấn tượng hoặc là em không thích nữa không? Không thích à chị? Không thích à? Là thấp hơn em này. Người hơi bị... có lẽ là ở cái những người mà em gặp đó là cũng có tuổi nên là hơi phệ một chút xíu này. Hoặc là bị hói này. Nước da nó hơi nước da kiểu như đen đen, tại vì da em thì rất là trắng cho nên là nếu bạn ấy nước da mà hơi là ngâm ấy thì là em không thích. Rồi gì nữa này? Đấy là về ngoại hình, mà nếu ngoại hình mà phù hợp rồi thì em thường thì mới nói chuyện tiếp theo, còn không thì em từ chối luôn mà. Em có đạo không? Dạ không chị. Về tính cách thì em thích một chàng trai trầm tính ít nói hay là nói nhiều hoạt bát một xíu? Hoạt bát hơn em, tại vì em thì tầm trầm tính rồi nhưng mà cũng đừng nói nhiều. Kiểu là người talkative là kiểu người nói liên hoang không phải chị? Vâng, thì là hơi quá. Nói chung là nói vừa chừng thôi.
Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Ok. Rồi em có tài lẻ như ông Quân hát hò hay là có nhảy nhót thì được không? Em thì không, em thì thường thì em hay đọc sách nhiều với làm mấy cái tại vì em làm bên giấy á, nên là cũng hay làm mấy cái món đồ nhỏ nhỏ xinh bằng giấy đó. Thì lúc rảnh thì là em dùng những cái phương thức đó để cho nó đầu óc nó thư thái. Chứ còn em không có mê đàn hát hay là nhảy nhót thì cô gái hơi chuẩn mực một xíu đúng không? Dạ đúng. Tại vì về từ gia đình cho đến cuộc sống của em, từ mà đi học cho đến là đi làm ấy, thì gần như là theo tiêu chuẩn đúng từ xưa đến nay luôn. Ok, rồi chị cảm ơn em nhiều ha. Hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn sơ lược thôi, cho nên là mình sẽ làm nội dung kỹ hơn khi mà có người phù hợp cũng như là có cái lịch ghi hình phù hợp ha. Ơi, cho em hỏi một tí á, là chương trình mình á thì có kiểu như là mình sắp xếp gặp mặt nhưng mà không có quay ở trên sóng truyền hình không chị nhỉ? Không, bên chị thì không có làm cái công tác đó nha. Bên chị là chương trình về truyền hình cho nên là các bạn casting thì thường là sẽ ghi hình chương trình luôn. Sang họa hay vấn đề gì? Đó giờ là em ngại mà nên là em bây giờ em mới đăng ký chứ không phải là bây giờ mới muốn tìm người yêu đâu. Em biết tức là muốn tìm người yêu lâu lắm rồi nhưng mà người đăng ký cũng ngại về tham gia cái này lắm. Lần đầu tiên là em đăng ký thử ấy chứ. Không sao đâu nha, mình lên mình nói chuyện như bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Dạ. Ok rồi, chị cảm ơn em nhiều ha. Dạ vâng, cũng chào chị. Quay quán nghề nghiệp của chị á. Dạ. Chị tên Nguyễn Thanh Xuân. Nghề nghiệp hiện tại đang buôn bán kinh doanh tự do nghề tạp hóa. Về quán gốc thì mình ở Thanh Hóa. Đi vào trong miền Nam này sống lâu rồi, 20 năm rồi. Giờ chị đang ở đâu? Đang ở Bình Dương, Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương. Chị sinh năm mấy chị Xuân? 84. Rồi điểm mạnh điểm yếu của chị Xuân là gì nè? Đợi chị tí xíu nha. Mấy nghìn nè. Dạ chị Xuân ơi, mình bận hay sao hả chị? Dạ chị Xuân ơi, mình bận hay sao ạ? Mình đang bán đồ hả chị? Chị Xuân ơi, mình đang bận thì em gọi lại mình sau được không nhỉ? Dạ, chị ơi mình nhà bán đồ hóa anh em không cần. Dạ dạ rồi, mình nói tiếp ha, điểm mạnh điểm yếu của chị Xuân nè. Điểm mạnh của chị là giao tiếp rất là vui vẻ, rất dễ hòa đồng với mọi người. Ủa tôi không bật mic. Mới lại chị ít nhất là điểm mạnh của chị là thích doanh. Vì là kinh doanh chưa có được thất bại nhiều lần nhưng mà rất là thích kinh doanh. Nếu là hay cuộc sống thiên về tình cảm quá á, nên là hay bị thò. Thì có ai bị ai lừa chưa? Mà sao? Mà có sao chứ. Mà thiệt. Là lừa về tình cảm thôi chứ không phải là lừa về tiền bạc. Rồi ok. Rồi mình nói một xíu về tình trường của mình đi. Chị đã trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Chị đã trải qua cuộc hôn nhân 16 năm rồi. Có con không chị? Có hai đứa con, một đứa năm nay 17, một đứa 13. Là ở với chị hết hả? À không, đứa 17 ở với bố nó, còn đứa 13 ở với chị. Trai hay gái chị? Hai đứa em trai luôn em. Dạ. Rồi thì chị với anh là sống với nhau bao lâu? Lý do vì sao hai anh chị ly hôn? Hai sống với nhau 16 năm là ly hôn. Ly hôn thì cũng chuyện trong gia đình, với lại cái chị thì cái máu kinh doanh trong người nhiều á, nên là thường cứ kinh doanh thất bại cái này thì lại đổ sang kinh doanh cái khác. Anh thì không có chịu như thế nên anh cứ bảo là chị phá quá cho nên là tốn kém trong nhà, rồi cái đâm ra cứ bất đồng quan điểm, rồi cả cái lời nói không có được thỏa thuận với nhau, rồi với lại anh cứ suốt ngày rượu chè
ngày ba bốn cửa rượu nữa, là trong gia đình không lúc nào được yên ổn hết. Nói chung là do làm ăn thất bại nên vợ chồng cũng lục đục với nhau. Đúng rồi. Với lại do cái bản tính của anh cứ ăn nhậu suốt suốt ngày, không có chịu thay đổi, không có chịu hướng theo hướng bởi vực kinh doanh nữa. Lúc nào cũng cứ giống như dậm chân tại chỗ, hay là ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi á. Chị thì không thích như thế. Chị thích kinh doanh, nếu mà thất bại cái này thì kinh doanh khác. Rồi là chị là người đưa đơn ly hôn hay là anh? Chị là người đưa, nhưng mà anh là người bắt buộc chị phải đưa. Rồi hiện tại là chị ly hôn được bao nhiêu năm rồi? Chị ly hôn nên là 2 năm, hơn 2 năm rồi. Rồi trong 2 năm đó thì chị có tìm hiểu thêm ai không? Chị có tìm hiểu không? Vậy mà tìm được người ta quá nên người ta lừa mình, giống như là người ta đang còn vợ đi quê á. Nên hai chị làm thì người ta nói là người ta không còn sống với vợ nữa. Khi mà mình sống hết tình cảm của mình thì mình phát hiện ra được. Và phát hiện ra người ta có vợ rồi mình chấm dứt hay sao? Đúng rồi. Rồi thì sau cuộc tình đó là chị còn tìm hiểu thêm ai nữa không? Không em ơi, tại chị cũng đăng ký ở trên này lâu rồi, là bây giờ trên chương trình những thông tin lại thì chị muốn nói chuyện trò chuyện cho nó vơi bớt đi thôi, chứ thực tế là không biết có tìm được cái người giống như ý của mình hay không nữa. Thì bây giờ là trong chương trình thì là tụi em cũng sẽ tìm cho chị nè một cái người để chị vừa ý, thì cái người đó sẽ như thế nào bây giờ chị miêu tả về ngoại hình, về tính cách để cho tụi em tìm ha. Ngoại hình bình thường thôi, không cần phải đẹp lắm. Chị cao mét mấy? Chị cao 1m53. Vậy anh đó cao mét 6 trở lên được ha. Nhưng mà phải có công việc ổn định và có chí kiếm thủ nữa, chứ không phải là cứ tham dần nhận đẹp. Thì bây giờ chị thích những cái ngành nghề nào, hoặc là những cái ngành nghề nào chị không thích? Ví dụ như ta làm tài xế, xe công nghệ, hay là người ta làm bảo vệ thì được không? Không, chị thích cái người có máu kinh doanh giống chị nha. Đó, về tuy rằng người ta chưa có kinh doanh cũng được, nhưng mà người ta phải có máu kinh doanh về để kinh doanh cùng với chị cũng được. Có nghĩa là bây giờ chị đang kinh doanh cái tạp hóa nhỏ nhỏ, nhưng mà về có thể là kinh doanh mở lớn lên á. Rồi ok, nói chung có người phụ thì mở bự lên cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi về quê quán vùng miền được không chị? Quê quán vùng miền thì ly hôn được không? Cũng được em, nhưng mà quê quán vùng miền thì chị không thích ngoài Bắc. Mà bác thường hay ra trưởng lắm. Vậy là từ miền Trung đổ vào đúng không? Đúng rồi em. Ví dụ như người ta ở xa thì sao chị? Người ta ở xa thì tùy theo ý kiến của người ta như thế nào, người ta có nhiệt tình hay không. Quan trọng là người ta nhưng có nhiệt tình. Mà ví dụ với chị á, ý em hỏi là chị yêu xa được không á? À thì được. Dạ. Ta là ta từ ở nơi đâu? Thì miền Trung đổ vào, hồi nãy chị nói là vùng miền không thích người Bắc thôi. Thì miền Trung đổ vào đây được không? Miền Trung được em, nhưng mà miền Trung từ độ Nha Trang đổ vào đây là được rồi. Ok chị. Rồi đâu, mình còn cái yêu cầu gì nữa không để phù hợp với chị nè, những cái mong muốn của chị nè? Cái mong muốn của chị thì ly hôn cũng được, nhưng mà tốt nhất là đừng có đòi hỏi sinh đẻ ngay. Đó. Còn phải cùng nhau ý chí, cùng nhau làm kinh tế xíu đã. Sống ổn định rồi vợ chồng có tình cảm hòa thuận hay không đã rồi mới tính đến chuyện sinh đẻ tiếp được. Dạ, rồi.
Thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi hai chị Xuân ha. Nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ liên hệ lại với chị, hai chị. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị, em chào chị ạ.